Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hoa hậu Lương Thùy Linh viếng bé trai bị cây đè tử vong, thắp nén hương cho em mà lòng nghẹn ngào. Tối qua 27 tháng 5, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã đến nhà bé LTK, em học sinh bị cây phượng đè trúng dẫn đến tử vong để thăm viếng. Những ngày vừa qua, dư luận đang vô cùng bàng hoàng trước tin buồn về em LTK, bé trai lớp 6 không qua khỏi vì bị cây phượng bật gốc đè trúng khi đang ngồi ăn sáng giữa sân trường. Sự việc khiến cho nhiều người vô cùng thương xót, càng chạnh lòng hơn khi biết được hoàn cảnh gia đình của em. Nhiều nghệ sĩ Việt đã bày tỏ sự tiếc thương và kêu gọi giúp đỡ gia đình nạn nhân. Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng đã đến nhà để viếng lễ tang nam sinh không may. Sự việc đau lòng trên khiến Lương Thùy Linh không khỏi xót xa và mong muốn đến thắp nén hương tiễn biệt em. Lương Thùy Linh đến thắp hương tiễn biệt nam sinh xấu số. Chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 viết: "Hôm nay Linh đi viếng bé Nguyễn Trung Kiên, trong lòng lặng trĩu điều sinh ly từ biệt. Cô chú ấy đã sinh ra em, nuôi em lớn đến từng này, em đến trường. Thời gian ấy ngỡ là an toàn nhất, nhưng xui rồi của cuộc sống bỗng nhiên ập đến các gia đình bé nhỏ. Và điều đau buồn, kinh khủng nhất đã ập đến với gia đình em ca. Bên trong tang lễ là người mẹ mới sinh em bé nhỏ được 3 ngày tuổi. Còn nỗi đau nào hơn như thế nữa? Linh thấu hiểu được nỗi đau này. Linh biết mất mát quá to lớn, cuộc đời này sẽ không thể có điều gì bù đắp được. Chị Linh thắp nén hương cho em mà lòng nghẹn ngào. Mãi mãi em sẽ rời xa vòng tay ba mẹ, bạn bè. Chị mong nơi xa, thật xa, em sẽ bình yên, thanh thản." Lương Thùy Linh xúc động khi chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Bài viết của Lương Thùy Linh trên trang cá nhân. Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng và thương tâm. Không khí tang thương bao trùm cả con hẻm nơi gia đình em ca sinh sống. Bố và mẹ em ca đau xót khi nghe hung tin dữ. Mẹ của em ca vừa mới sinh con được 3 ngày nên sức khỏe rất yếu. Cô phải trở về nhà bằng băng ca để nhìn mặt con lần cuối. Nhìn hình ảnh này ai cũng quặn lòng đau xót. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.